Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay về lại kênh của mình nha. Thì hôm nay thì mình cũng vừa đóng xong cái vỏ loa bass 30 các bạn ơi, vỏ loa kéo bass 30 nhưng mà mình chưa có sơn nha các bạn. Thì để cho tất cả mọi người và các anh em khách gần xa để biết những cái gì đó nó chi tiết, mà cái lúc mà mình chuẩn bị lắp ráp một cái thùng như thế này thì để nó mình muốn quay như thế này để cho các bạn hiểu rõ hơn là cái sản phẩm của mình đặt đó, là mình thiết kế như thế nào để cho các bạn yên tâm hơn ha các bạn nhé. Thì mình làm cái video này thì lý do như vậy, và cái thứ hai nữa thì mình muốn cho các bạn thấy trải nghiệm, và có thể mà các bạn muốn làm tại nhà được thì các bạn vẫn làm bình thường nha các bạn nha. Thì đây thì cái video của mình thì mình làm như thế nào thì mình quay thế nấy thôi, chứ còn các bạn nhìn vào thì các bạn có thể là thích mẫu này thì các bạn cứ học hỏi theo, còn không thích thì các bạn bỏ qua cho. Thì ở đây thì mình làm cái gì cũng vậy hết, làm bằng người thật việc thật chứ không có cái gì giả dối hết, mà không có cần cái gì giấu giếm hết nha các bạn nha. Thì ở đây thì lần này thì cái thùng này thì nó cái dàn máy nó rất là cao nha các bạn nha. Tại vì các bạn thấy nè, ở đây là anh khách để anh xài một cái amply nha các bạn nha, một cái amply là Bensonic và một cái lọc Nanomat nha các bạn nha. Và ở trên là một cái con van cơ, con van cơ con này cái hiệu này để các bạn ơi, mình đọc không ra mà mình cũng chưa biết chất âm như thế nào nữa các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ gắp nó vô trước đó đi. Rồi xong mình kết nối nhạc rồi này kia, rồi mình thử xem rồi mình trải nghiệm như thế nào các bạn, chứ hiện tại thì mình cũng chưa có biết là nó như thế nào nữa. Thì bây giờ mình chỉ quay cho các bạn thấy vậy thôi. Còn đây là cái loa bass 30 các bạn ơi. Cái loa này nói chung cũng đỡ lắm nha các bạn nha, loa nói chung xài được á, sườn nhôm. Mình nghĩ chắc nó có lẽ nó cũng lực các bạn ơi. Mấy các bạn thấy mấy cái mà mặt bích sắt của nó rất là dày các bạn nha. Thì mình nghĩ chắc cặp loa này xài chắc ngon các bạn ơi. Loa đánh cũng đỡ lắm ạ. Thấy nhện nó cũng chưa có giãn chưa gì chứ loa chắc còn mới các bạn. Thì mình cố gắng hai ba đêm các bạn ơi, thì cuối cùng thì nó cũng đã hoàn chỉnh như thế này. Bây giờ chỉ còn cái việc là mình sơn nữa thôi ha các bạn nha. Chỉ còn cái công đoạn sơn nữa là nó sẽ hoàn chỉnh. Thì ở đây thì cái mẫu cũng không có gì khác nha các bạn nha, dẫn và đánh về vách bên đó và lộn ra là cái mí giữa là cái lỗ hơi đó. Các bạn thấy mình làm cái lỗ hơi nó rất là dài các bạn. Rồi thì lần này thì mình có kết hợp thêm một cái cặp loa ca các bạn ơi. Loa ca này cũng của anh khách luôn. Loa ca này hình như loa ca tất 7 các bạn, tất 7. Thì bây giờ mình sẽ để vô đây cho các bạn xem thử. Cái này cái mũi bị mốp, hình như bị mốp hay gì ảnh mới ấy. Rồi các bạn thấy không? Đó, cặp loa ca được thiết kế tại đó. Thử ba cái bụi này ho quá các bạn ơi. Đúng là làm cái gì nó cũng phải có cái giá của nó các bạn. Đó, mình muốn làm cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn. Có bụi nè, bụi có đóng trong này nè các bạn, dữ lắm các bạn ơi, chứ không phải là đơn giản. Thì cái cặp loa ca này thì để mình bây giờ sẵn dịp để mình nói cho các bạn, để nhiều khi các bạn đóng vào thì nó sẽ không có đúng cái kích cỡ mà mình lắp ráp nó khó ha. Thì cái phần này thì mình xin nhắc nhở, tại vì cái phần này thì mình cũng đã từng có bị trục trặc từ cái chỗ này, cho nên là mình chia sẻ các bạn, khi các bạn đóng cái loa mà nó ốp xéo như thế này thì các bạn phải tính toán về cái vấn đề cái loa ca này các bạn. Cái loa chung này là cái phạm vi của cái loa ca này, cái từ của nó đi tới đâu hay các bạn nghe, cái từ nó đi tới đâu là cái phần đó là cái phần rất là quan trọng. Nếu như các bạn đóng cái mặt này mà nó nằm không có đủ, nó lõm vô không đủ tới cái độ mà của cái từ này vô nè các bạn nha, của cái từ này đi vô nè, thì các bạn sẽ thất bại ngay. Mình ở đây mình cũng đã từng bị nha các bạn nha.
Nhưng mà mình ở đây thì nói chung dễ, con cái là mình mới ban đầu á, mình chỉ có demo nó vô rồi mình bắt vài con ốc rồi mình thử đàng hoàng hết trơn, rồi khi mà mình làm xong hoàn chỉnh cái thùng mình mới quay lại mình bắt ốc nha các bạn nha. Đó, cho nên là cái vấn đề đó mình lột ra mình làm lại nó rất là dễ. Còn như các bạn ở ở xa mà muốn làm á, mà muốn không có bị thất bại thì cái vấn đề mà đo đạc như thế này, tính toán như thế này thì các bạn hãy kỹ kỹ. Đó, các bạn hãy mà tính toán cho thật kỹ để kẻo thì chúng ta nó tốn công rất là nhiều các bạn nha. Đó, rồi lần này thì cái quay thì quay mũ nha các bạn nha. Quay này quay mũ nhưng mà mũ này mũ dẻo các bạn. Mũ này không có giòn. Mũ này xài rất là ok. Đó, mình nói chung nó cũng rất là dễ các bạn ơi. Đó, các bạn chia cái khoảng cách này từ trên xuống dưới các bạn chia làm hai. Nó rồi các bạn chia từ cái mí dách đầu này ra tới dách đây sao lo đó thì các bạn chia làm hai, thì các bạn cứ chia mỗi cái cho đều ra xong rồi các bạn làm cái quay thôi chứ không có gì khó. Lần này thì cái lo 30 thì mình chỉ xài cái họng chép này thôi các bạn. Mình chỉ xài cái họng chép này thôi chứ không có cần họng chép lớn lắm đâu. Đó, họng chép này vô là nhìn rất là đẹp rồi các bạn. Nè. Các bạn thấy không? Vừa. Đó, nó rất là vừa. Nó chỉ vậy thôi. Đó, và vấn đề mà nó hơi khó chút xíu là tại vì trên đây là ảnh có xài cái quang đó các bạn, cái quang số ố quang cơ, cho nên là hai cái lỗ tai để bắt ốc này nó có việc hơi cản trở. Đó, thì cái thùng này thì bề ngang nó là 72 nha các bạn nha, bề ngang nó là 72 và cái chiều hậu của nó là, để mình móc thử ở mình quên, chắc hình như 54 rồi. Phải rồi, cái thùng này thì mình làm cái hậu nó 45 các bạn ạ. Hậu nó 45. Đó, 45 cũng là con số 9 và cái bề ngang thì nó cũng 72, nó cũng là con số 9 nha các bạn nha. Đó, số rất là tốt, rất là đẹp luôn. Đó, và cái loa này thì nói chung nó cũng tầm vừa khoảng 40 mấy 50 với lại thôi, chứ còn nếu các bạn đóng mà nó hậu dài quá là sợ nó quánh không ra đó. Tại cái loa ba tấc cũng tùy theo cái loại các bạn, tùy theo cái loại để mình đóng chứ không phải là mỗi nào cái nào cũng là hậu sâu hết được nha các bạn nha. Tại vì cái loa 40 bát 40 thì hậu nó được 60, mà tính gì tính tính gì đánh bát đó nha các bạn nha, còn đính tính gì súp là nó khác nữa. Đó, cho nên là các bạn thấy mình làm nó rất là nhiều cái kích thước nó khác nhau, là mình chỉ là đong đếm theo và cái mình tính toán theo cái loa, dòng loa của bạn xài cái hậu như thế nào, chứ không phải là cái nào cũng vậy hết nha các bạn nha. Đó, không phải đơn giản là cái nào các bạn cũng làm gì hết. Đó, thì cái vấn đề trong này thì mình cũng muốn nói thêm cho các bạn chút xíu nữa để các bạn dễ hiểu về cái nguyên lý mà mình để tạo ra những cái vỏ lọ như thế này. Để mình dựng lên đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Đó, bây giờ vậy là các bạn dễ thấy nè. Đó, thì các bạn thấy cái miếng dán, mà cái miếng dán xéo này nè các bạn. Cái miếng dán xéo này nè, cái miếng dán xéo ở trong này nè, nó rất là cái công dụng nó rất là lớn nha các bạn nha, nó cực kỳ lớn, nó ảnh hưởng tới cái chất âm của cái thùng rất là nhiều nha các bạn. Cho nên là các bạn, mình để nó hơi tối để mình quay qua đây cho các bạn thấy hơi sáng xíu cho dễ nè, để nó hơi tối rồi. Đó nè, các bạn nên nên nhìn cho rõ là cái miếng dán này, nếu như các bạn để ngay nó sợi, nếu các bạn để ngay nó lại, tức là cái bát nó dồn về cái hướng đó hết. Hay các bạn nha, để ngay cái miếng dán này nè, cái miếng này hiện tại nó nằm xéo gì nè nha các bạn, cái miếng dán chặn trong này nè. Đó, cái miếng dán chặn trong này nè, nó sẽ nằm xéo như thế này để làm gì? Để khi cái bát của bạn đánh vào đây là ở trong đây nó có một cái độ ấm rồi, rồi khi nó mới lòn qua bên cái kẽ này, nó về bên đây nó tạo thêm một cái lực ấm bên đây nữa, nó mới đi ra ngoài. Cho nên là cái bát các bạn nghe nó rất là sâu, cái bát nghe nó cực kỳ sâu và cực kỳ ấm các bạn. À, cái đó là cái mà thật sự mà nói là cái kinh nghiệm của mình đó các bạn. À, rồi các bạn có đóng súp hầm súp này kia cũng vậy nữa các bạn,
cái súp hầm thấy gì nó quan trọng lắm nha các bạn nha. Nếu như các bạn đóng không đủ cái nguyên lý để nó đánh rồi thì không bao giờ nó ra, tại vì cái lo nó được nằm ở trong cái thùng, nó lấy hơi ở trong cái thùng và nó đẩy hơi từ ở trong cái thùng ra luôn. Đó, nhưng mà có nhiều cái súp hầm là không có chỗ lấy hơi nha các bạn nha. Có người là đóng không có chỗ lấy hơi, cái điều đó thì mình cảm thấy là nó rất là dở, tại vì cái lực của cái lo của mình đi đó các bạn, nó phải lấy hơi và nó thổi hơi các bạn, chứ không phải là các bạn thấy gì chứ không phải là đơn giản, nó vừa lấy hơi và nó vừa thổi hơi. Đó, có nhiều cái súp hầm này người ta chỉ đóng một cái lỗ nhỏ khoảng chừng một tấc thôi, để cho một tấc mà bề ngang nó cũng hơi dài các bạn, để cho nó lấy cái hơi, tức là nó lấy hơi trong từ cái màng nó mới đẩy đi, nó lấy hơi cái màng đẩy đi. Còn nếu như các bạn đóng bít dịch hết trơn thì nó không có lấy hơi được đâu các bạn. Đó, nhưng mà cái bát nó cũng không bao giờ nó sâu được đâu. Đó, cái tình trạng mà có thể mà nhiều người lắp ráp vào một cái chiếc giỏ đó, thường thường nó ưa có cái tình trạng mà bị bể màng các bạn. Nó đánh bị bể màng á, tức là cái lo của các bạn thiết kế cái giỏ thùng nó không có thông, nó không thông được, cho nên là nó quýnh, chỉ là ép quýnh ép không, cho nên là cái dội là nó bể màng các bạn thôi. Và một cái thứ hai nữa là khi nó quýnh là nó quýnh vô vắt không rồi các bạn, nó không có đường để đi ra, nó dồn nhiều hơi vô rồi nó mới thoát ra được thôi các bạn, nghe cái bát nó lộn xộn lắm. Còn nếu như các bạn thiết kế mà nó đã thông rồi thì nó lấy hơi, nó thổi ra, lấy hơi thổi ra, lấy hơi thổi ra. Đó, thì cái bát của bạn, cái thứ nhất cái bát của bạn rất là tròn. Cái thứ nhì nữa là cái màng lo của bạn không bao giờ có cái vụ mà nó bị nứt hay bị bể, tại vì nó không có dội hơi các bạn, tức là nó thổi là nó đi chứ nó không có dội hơi. Cho nên về cái vấn đề mà dưỡng cái màng lo nó cũng rất là quan trọng. Có khi á, nó muốn đi hết cái lực từ trường á, là khi mà nó nhúng vô nó muốn đi hết cái dòng tua đó nó mới thôi. Mà khi các bạn, nếu mà các bạn đóng cái vỏ mà nó không có thông á, thì khi nó đánh nó dội vô vách thôi, cho nên là cái màng của chúng ta nó không có đi được hết cái phạm vi mà nó đánh. Nó đi khoảng chừng 80-90% là nó bị dội cái bát lại rồi, tại vì nó quánh vô, nó dồn vô thùng mà hơi nó thoát không kịp thì tất nhiên là lúc nào cũng vậy, chứ nó cũng phải dội cái màng các bạn. Nó dội là tức là nó chưa đi hết được cái phạm vi mà nó đánh nữa thì nó đã bị dội màng này, cho nên nó gây về cái vấn đề thứ nhất là bị bể màng. Cái vấn đề thứ hai nữa thì cái bát của bạn không sâu là thấy nó quấn không hết được, cho nên nó không sâu, cho nên các bạn nghe không bao giờ nó phê được. Thì nói chung thì mình nói thì mình thật sự mình hiểu được các bạn, nhưng mà cái vấn đề mà để mà mình phân tích nó ra thì nó hơi khó quá các bạn ơi, tại vì nói chung mình ít ăn học cho nên là không biết dùng cái từ ngữ gì mà cho các bạn dễ hiểu nhất nữa. Nhưng mà các bạn nghe từ cái lời tiếng nói của mình thì các bạn cũng phân tích ra giùm mình chút xíu nha các bạn nha. Để cho đỡ cho mình chút xíu. Chứ thật sự mình hiểu được, mình biết được, nhưng mà thật sự về cái vấn đề mà để phân tích ra được cái này thật sự nó rất là khó các bạn ơi, chứ không phải là dễ. Mà mình thì không có thời gian để mình ghi ra giấy viết những cái lời lẽ gì đó để cho các bạn hiểu, cho các bạn dễ hiểu nhất. Mình chỉ nói vậy thôi, mình hiểu được đó, nhưng mà con cái mình nói thì nói có lẽ nó hơi mơ hồ xíu, các bạn cũng thông cảm, các bạn động não thêm, các bạn hiểu thêm về cái lời nói của mình chút xíu thì các bạn sẽ hiểu ngay. Thì nói chung mình nói chỉ đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ mình, các bạn thấy cái mẫu của mình từ xưa tới giờ, các bạn thấy ít có trên thị trường lắm. Mình thích cái gì nó độc, nó lạ, nó khó tìm, nhưng mà nó hay. Các bạn nghe, không phải là mình nói về cái hay này hay là mình nói về cái bản thân mình đâu. Là tại vì cũng rất là nhiều là người rất là thích cái sản phẩm bên mình. Chứ không phải là mình nói cái hay đây là mình nói riêng của mình, mà mình khoe những cái món đồ của mình tạo ra, mình sản xuất ra thì mình tự khoe một mình. Giống như là mình tự xưng tên vỗ ngực là không có nha các bạn nha. Cái này là thật sự mà nói thì có
rất là nhiều người để mà trải nghiệm qua cái vỏ thùng của mình đó, rất là nhiều người. Thì cái cửa này còn có một cái công đoạn là chúng ta lợp lưới ở trong, lợp ga nữa nha các bạn nha. Ở đây thì mình cũng có làm cái cây chống này cho các bạn nữa, các bạn dễ chỉnh đó. Thường thường thì có nhiều bạn thích đó là cái cánh cửa nó đi lật xuống các bạn. Khi mà lật xuống thì cái này nè các bạn, cái phen này gài này nè, nó sẽ bật ngược vô trong cái lưới. Thì khi mà các bạn lỡ các bạn vuột tay chừng 2-3 lần thôi, là thứ nhất là lưới mốp, lưới cong. Cái thứ nhì nó sẽ chóc nước sơn của cái màng lưới dưới các bạn. Ở đây mình làm cái cây chống thì thật sự nó rất là tiện nha các bạn nha, rất là tiện. Rồi ở đây thì mình cũng có gài một cái thanh nè. Khi mà cái cửa này nè các bạn, các bạn thấy mình bật cái cửa này xuống nè, nè các bạn thấy mình gài vô đây rồi ha. Mình bật cái cửa xuống nè, lỡ như chúng ta vuột tay nó cũng đập này, nó cũng đập vô trong cái thanh này rồi nó dính lại thôi, chứ nó không đụng địa gì tới ở trong cái dàn máy mình hết. Và cái thứ hai nữa, nó cũng không có tổn thương gì trong cái thùng mình. Còn nếu như các bạn mà lật cái này ngược xuống mà các bạn lỡ mà các bạn vuột tay hay là khi các bạn quên gài ổ khóa thì nó làm cái bóp xuống đây thì nó sẽ mốp cái lưới. Cái thứ gì nó chóc nước sơn đó. Nhưng mà có nhiều các bạn rất là thích cái mẫu đó, mà nói chung mình không biết các bạn thích vậy là thích như thế nào thì mình không biết, hay là các bạn muốn giống người ta cho nó lạ hay nó sao thì cái đó mình không biết thiệt nha. Nhưng mà thật sự thì nó bất tiện hơn rất là nhiều các bạn ơi. Còn cái việc mà mình mở lên như thế này thì nó rất là dễ, nó dễ hơn nha. Ở đây mình buông vẫn buông bình thường thôi mà. Đó, nó vô nó đụng cái thanh nó rồi thì nó dội lại thôi chứ nó không vô được nữa. Thì không có gì khó anh các bạn ơi. Và nói thật tình mà nói thì cái kinh nghiệm của mình là nó rất là nhiều các bạn. Bữa nay mình được một chút, ngày mai mình được một chút, ngày mốt mình được một chút. Mình sẽ kết hợp lại những cái kinh nghiệm gì đó mà mình đã trải qua nha các bạn nha. Thật sự mà nói cho tới cái thời gian hiện tại bây giờ mình cũng chưa gọi là một người thành công các bạn. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình đã, cái con đường mình đã bước đi cho tới tận bây giờ đó, và đưa cho những cái người khách có một cái sản phẩm thì thật sự nó rất là cực khổ các bạn nha. Mình rất là khổ rất là nhiều năm rồi đó các bạn. Mình phải tìm tòi, mình phải mày mò. Nói chung là nó cực khổ đủ thứ các bạn. Có khi mình gáp cái món đồ đó thất bại, mình phải gã ra lại từ đầu, mình sẽ làm lại từ đầu các bạn. Chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Nó khi mà các bạn muốn làm một cái sản phẩm mà để đưa về tới cái tay của người khách xài, nó rất là khó các bạn. Có thể nói là nếu như các bạn làm thất bại thì các bạn sẽ đi xuống hoài. Nó tại vì người ta nghe không có ok là các bạn sẽ không được ghi nhận. Cho nên ở đây mình rất là kỹ về cái vấn đề đó, thì mình rất là kỹ, mình chỉ sợ nó mất mối thôi các bạn ơi. Nếu một khi mà người ta đã không tin tưởng rồi thì mình sẽ không bao giờ phát triển được. Giống như là cuộc sống của chúng ta vậy thôi. Chúng ta làm 100, 1000 điều tốt, nhưng mà một khi chúng ta đã làm một việc xấu, một duy nhất thôi, thì người ta sẽ nhắc hoài. Cho nên là cái công việc của mình cũng vậy. Mình làm rất là nhiều rồi, nhưng mà một khi mình đã thay đổi, mình đã sáng chế ra những cái gì đó mà nó khác hơn, mà nó có hữu dụng, thì cái người khác sẽ ghi nhận. Còn nếu như các bạn mà sáng chế ra một cái khác nữa mà nó xài có hại chứ không có lợi, hoặc là nó không có tác dụng nữa, thì các bạn sẽ thất bại ngay. Đó là như vậy. Thì mình ở đây thì cuộc sống cũng giống như là mình làm cái món đồ này vậy các bạn. Đó, thì mình làm sai thì mình có quyền sửa đó, và đặc biệt là mình phải nhất định phải sửa đó. Làm cái này cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy đó. Chúng ta cảm thấy cái bản thân chúng ta sai thì chúng ta cứ việc sửa là thôi, chứ không có gì hết đó. Cái điều đó không muộn màng. Rồi nếu như chúng ta làm mà không có đạt kết quả thì chúng ta cũng sửa lại luôn. Chứ không thể nào mà chúng ta mà cứ bắt cái đó mà đi hoài được. Đó, cho nên là những cái mẫu thùng ở ngoài cái thị trường thì thật sự mà nói người ta làm bằng máy móc rất là nhiều các bạn. Cho nên là nó rất là đẹp.
Ở đây thì mình cũng một cái điều mà mình thật sự mà cũng 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 công nhận là cái hàng của mình nó không được đẹp lắm đâu. Nó cũng coi được thôi chứ thật sự nó không có sắc sảo được như ngoài thị trường người ta bán nha các bạn nha. Là tại vì mình ở đây thì mình làm những cái này bằng thủ công bằng tay chân không các bạn ơi. Cho nên là một chiếc thùng như vậy là có thể 2-3 ngày mới xong các bạn, chứ không phải là một ngày một bữa đâu. Các bạn thấy nó rất là khó. Đó, các bạn lọng xong cái lỗ loa ca này xong phải không? Các bạn phải phai nó lại nữa. Đó, các bạn phải phai nó. Phai nó để nó lọt cái loa ca vào đây. Để khi chúng ta lắp lưới như thế này là nó không có đụng nhiều cái gân loa này nè các bạn, cái gân loa của cái loa ca. Nó về cái vấn đề đó rất là khó các bạn ơi. Rồi các bạn phải đo đạc này, các bạn phải tính toán ra thế gì cho nó rất là cực khổ chứ không phải là đơn giản. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể làm tại nhà có cây nó có cực khổ hay không, hay là nó có thất bại hay không. Mình cũng từng bị các bạn chứ không phải mình tài giỏi gì đâu. Thì lúc đầu thì mình cũng bỡ ngỡ rất là nhiều, thì từ từ thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm thêm. Giờ này thì cũng khoảng tầm gần 8 giờ các bạn ơi. Thì các bạn nghe tè tè bên chú kế bên nhà nó, chú cũng làm mộc đó các bạn. Thì cái tiếng động đó là của cái xưởng mộc của chú bên đó. Còn mình bên đây thì mình làm chuyên về thùng không các bạn ơi. Thì nhiều khi gặp khó khăn máy móc rồi này kia không có thì chú ấy cũng hỗ trợ. Thì cho tới bây giờ là thật sự mà nói là cái ơn nghĩa của mình là mang của cái chú ấy rất là nhiều đó. Thì một thời gian nữa nếu như mình có tiền thì mình sẽ mua máy móc riêng chứ mình không mượn của chú đó nữa đó. Nhưng mà chú đó thật sự thì máy móc của chú đó rất là nhiều, cho nên là chú đó cho mình mượn những cái máy phay, máy lọng này kia đó các bạn. Chứ hồi lúc trước các bạn thấy những cái video trước đó toàn là mình lấy cái phan mình phan không các bạn, như mấy cái lỗ lòi nè, mình lấy cái phan mình phan nối xong cái bắt đầu mình đập cho nó thủng xong mình mài lại không, chứ hồi đó đâu có cái máy lọng các bạn. Rồi bây giờ thì có cái máy lọng làm nói chung nó cũng lẹ hơn lúc trước rất nhiều. Rồi thì cái video hôm nay thì mình cũng xin kết thúc tại đây đi ha. Rồi khi mà mình sơn xong và mình lắp ráp xong rồi mình sẽ thử cho các bạn nghe như thế nào nha các bạn nha. Đó, rồi thì mình xin chúc cho tất cả các bạn là có một cái buổi sáng thật là vui vẻ, an lành, ấm áp bên gia đình của mình nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào tạm biệt.